hình này em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi cái bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta nhiều á. Kệ tôi, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử 2 tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia sao vậy á? À, em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn cử 2 tô đó. Bên kia là ăn một ngày 3 bữa, mỗi bữa 2 tô thì em một ngày 2 bữa, mỗi bữa 3 tô cũng quệ. Em ơi mà chị tò mò lắm, chị muốn hỏi cách ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng là bạn gái của lý tưởng của em là sao em? À, em không có mẫu bạn gái cụ thể vậy ơi. Em nhìn thêm thích là được à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi dễ dễ dễ. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký vậy? Dạ, lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Chưa ra trường, cầm đi. Để anh coi trước, chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không, được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả vậy ơi. Đây, chị coi luôn coi. Rồi, xin mời chàng trai. Bạn tên là gì? Em tên là Vũ. Vũ. Mấy tuổi? Em năm nay là vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi, làm nghề gì? Em là nhân viên kế toán anh. À, dữ rồi nha. Rồi, chúng ta xem thử bạn gái bên kia tên gì, làm nghề gì. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Trang, năm em 22 tuổi, em đến từ Bình Dương, hiện đang là sinh viên. Hình này em á hả Trang? Dạ. Chị ngưỡng mộ em quá. Để một lát nữa chị hỏi coi bên kia có thích mẫu người lý tưởng giống vậy không nha. Chị cho coi hình trước khi coi mặt. Dạ. Em ăn nhiều lắm hả? Cái gì vậy? Tự nhiên hỏi ta ăn nhiều á. Kệ tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Em ăn nhiều lắm hả? Dạ, ngày ba cử, mỗi cử 2 tô. Trời ơi. Hiểu hình thể bên kia sao vậy á? À, em thấy sao? Cảm giác sao? Em tự nhủ trong lòng là mình cố gắng đừng có hụt hẫng nha. Hụt hẫng nha. Bên kia ăn cử 2 tô đó. Bên kia là ăn một ngày 3 bữa, mỗi bữa 2 tô thì em một ngày 2 bữa, mỗi bữa 3 tô cũng quệ. Em ơi mà chị tò mò lắm, chị muốn hỏi cách ngang cái là em cái mẫu người lý tưởng là bạn gái của lý tưởng của em là sao em? Em không có mẫu bạn gái cụ thể gì ơi. Em nhìn thấy em thích là được à. Dạ, em có thích người mập không? Chị hỏi khó quá, chị hỏi câu hỏi vậy 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 hơn xíu. Vậy để chị hỏi bên đây bên kia nghe nha. Em nhiêu ký em? Dạ, lúc đó là em 86 ký. Hiện tại em ơi. Đây, hiện tại. Hiện tại. Trời. Được rồi. Chưa ra trường, cầm đi. Để anh coi trước, chị người nước ngoài đứng kế bên mà thấy chị nhỏ bé quá. Nè, tặng em luôn. Được không, được không? Bạn gái tương lai đó. Em trả vậy vậy ơi. Đây chị coi luôn coi. Không suy nghĩ gì. Em là chị thấy em là to lắm rồi đó. Nhưng mà đối với bên đây là không suy nghĩ gì. Em thấy em cũng nhỏ con rồi chị. Không to em, to đối với chị. Em nhỏ con. Nhỏ đối với bạn ấy. Giờ tôi hỏi mập có chịu không? Em nhiêu ký? 89. À không, mà nếu cân trong tuần này thì 92 rồi. Vậy được rồi, bên này có 86 à. Này chắc cũng ăn dữ lắm. Thích ăn hả? Sở thích là cái gì nữa? Em chắc có ăn hả? Sở thích ăn thôi hả? Tôi hiểu tại sao bà ế rồi. Em làm sao mà tưởng vậy mà ra được như vậy? Dạ, chắc là tại vì hồi xưa, hồi đó em còn mập á, không ai thích chơi với em hết, cho nên em ghét ốm là chơi. Nhưng mà em làm cách nào để em xuống ký nhanh vậy? Em tập thể dục, với lại em ăn kiêng. Ngày em ăn một trái táo thôi. Một ngày ăn một trái táo thôi? Dạ. Ăn bao nhiêu ngày như vậy? Dạ, em tự ra cho mình một cái khoảng thời gian, rồi trong khoảng thời gian đó mình phải xuống được bao nhiêu cân. Ví dụ như em tập thể dục 3 tháng thì em sẽ ra 2 tuần em ăn kiêng. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá. Chị là từ cái thời chị còn có gái đến bây giờ là lúc nào chị cũng tròn như vậy. Mà chị chỉ muốn xuống có 4kg thôi. Mà 18 năm nay chị chưa bao giờ làm được điều đó. Chị không thể nào như vậy mà một ngày ăn một trái táo thì thà chị chết còn hơn em mà. Ồ, em hay quá. Vậy là em không có kiên nhẫn rồi. Bởi vậy. Người con gái như vậy mới là hay đó, rất là kiên nhẫn ha. Nhưng mà bây giờ em đẹp rồi, tại sao em vẫn ế? Dạ, có lẽ là tại do hồi trước á, người ta hay chọc ghẹo em á. Rồi em mỗi lần mà em đi ra đường là em hay làm mặt nghiêm, mặt ngầu. Để cho đừng có chọc ghẹo em. Cho nên bây giờ thành một cái thói quen. Cho nên ai nhìn cũng sợ. Rồi chắc cũng nghĩ là con này thì dễ gì mà chưa có người yêu.
Sao mình không cua lại người ta? Thì hiện tại là giờ đang đi cô trai công khai trên TV nè. Thấy chưa, sợ chưa? Chuẩn bị bạn bị cua nha. À, bạn thấy sao? Em cũng muốn cái vinh dự đó mà không biết được không? Nếu như một người con gái mà người ta đi tìm đến mình trước, người ta gọi là thổ lộ tình yêu mình trước, bạn nghĩ sao? Bình thường thôi anh, đâu có vấn đề gì. Đây là thời buổi bình đẳng mà. Tôi nghĩ rằng bạn đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi. 10 ngón tay đếm đủ. 10 mối tình rồi. Trời ơi, sao yêu nhiều dữ vậy? Nhưng mà tiêu chuẩn người phụ nữ của em, tiêu chuẩn mà để em yêu được á, người đó phải năng động, có cá tính, dám nghĩ dám làm. Rồi em không thích gì người phụ nữ? Thì cứ phụ nữ là em thích à? Không thích những gì là ở phụ nữ. Chua ngoa, đanh đá, điệu, nói xấu sau lưng người khác. Bên đây có đủ luôn á. Chỉ cần vậy thôi. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ trước tiên là cỡ em trở lên cái đã. Cỡ em là cỡ gì? Khoảng 1m7. Rồi. Không hút thuốc, không hút lá, không hút thuốc lào gì hết á. Nói chung là em thích người đồng tính chút xíu. Hôm bên kia có vẻ hơi náo nhiệt. Náo nhiệt quá, ok. Em đàn áp cũng đồng tính à. Vậy theo bạn là ưu điểm của bạn là gì? Em không có khuyết điểm. Ưu điểm? Dạ em không có khuyết điểm. Dạ ưu điểm của em không có khuyết điểm. Tự tin quá. Tức là không. Bạn có thể rất cụ thể một ưu điểm của bạn là gì? Em rất là ngoan. Rất là ngoan. Dạ em rất là ngoan. Ngoan thiệt không? Thiệt. Ngoan mà 10 mối tình. Ủa số lượng mối tình đâu có thể hiện được em sự em ngoan không ngoan đâu. Không hút thuốc, em không rượu chè, em không cờ bạc, em không trai gái, vậy em thấy em ngoan rồi. Nhưng mà bây giờ nè, anh hỏi em nè. Bên đây á là anh thấy rằng ưu điểm không? Bây giờ không có khuyết điểm nào hết trơn á. Em có thích những cái người có ưu điểm không không? Dạ... dạ không. Tại sao? Nó ưu điểm không mà lấy gì không thích? Tại vì ai biết được ưu điểm đó nhiều khi em không thích làm sao. Sở thích của em về người bạn trai của mình là gì? Nói chung là nhìn phong cách thì có cái gì đó làm cho em nể, chứ không phải là em sợ. Qua cách nói chuyện bên kia nó em có nể chưa? Dạ chưa thấy gì nhiều hết. Chưa có thấy gì hết ha? Dạ. Anh nghĩ rằng một chút em sẽ thấy. Rồi. Anh thấy bên kia rồi đó. Bên kia được lắm. Hình như hợp với em á. Thôi em nghĩ là cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Coi coi chiều cao với lại là cân nặng quan trọng lắm. Cặp này hơi nặng ký. Rồi, bà kéo lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và nói chuyện với nhau. Thì em về em chỉ cho ta bí quyết ăn kiêng giống như em vậy đó. Mỗi ngày ăn trái táo thôi. Đó. Dạ, chào anh. Chào em. Anh chỉ muốn biết là cảm giác đầu tiên khi em nhìn thấy anh như thế nào thôi. Giống Doraemon đó. Khoan anh, anh muốn hỏi giống Doraemon là cái thể hình hay không mà. Hết luôn. Trời mất kiến rồi. Nói chung là ấn tượng ban đầu thì không có gì gọi, đối với anh không có gì xấu hết. Nhưng mà chủ yếu là em thì em thích một người có chiều sâu về tâm hồn. Bây giờ thì anh nói vậy. Nếu anh với em đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý tìm hiểu nhau, thì anh có thể nói tính tình của anh là anh vui những lúc anh cần vui và anh buồn những lúc anh cần buồn. Anh đảm bảo với em là anh có thể thông cảm với cái chiều sâu em muốn nói. Anh còn gì hỏi em nữa không? Anh không có gì để hỏi. Nếu hỏi quan nha. Trọng cảm xúc thích là được rồi. Em hỏi nha. Em biết hát không? Biết hát thì anh biết hát rồi đó. Mà quan trọng là không biết có khán giả nào chịu nghe anh hát không thôi. Vậy hả? Em thì thích có người tặng em bài hát lắm mà. Bây giờ em muốn hát bài gì em kể anh nghe thử coi anh biết hát được không? Thôi thì người tặng thì tặng đi, còn người nghe ta cảm nhận sau. Đúng rồi, có 2 phút mà còn đọc cái danh sách bài hát nữa, hết giờ hát rồi. Lẹ đi. Anh hát tôi vô tôi hát à. Ba thương con, vì con giống mẹ. Mẹ thương con, vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là được. Cái khả năng của anh là có thể làm bất cứ những yêu cầu nào người khác. Trên trời dưới đất tôi chưa thấy ai đi cô gái hát bài cha bài ba thương con. Đó là chị đọc bài quyền của em. Đó mà giờ mới của mình ông á. Em thích vậy. Thôi hết giờ rồi. Trời ơi. Hai người thấy hợp à. Hợp nhiều thứ lắm à. Mà các bạn để tay vào nút. Nút phía sau. Lanh lắm mà, tự tìm nút đi. Sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút và ngược lại. Chúng ta không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Chuẩn bị, đếm luôn đi. 1 2 3 3
Rồi đó, tự làm việc luôn đi. Trải qua 10 mối tình rồi mà. Thứ 11 đó ráng đi. Đừng có để ruột khỏi tay đó nha. Số 11 đẹp mà. Bạn gái nghĩ gì về chàng trai kế bên mình? Đầu tiên thì em nghĩ là anh này đàng hoàng. Sao biết đàng hoàng? Không, em có mắt nhìn lắm chị. Thấy cũng được. Thấy anh Linh đàng hoàng không? Không. Không. Ta đọc thông chưa? Ông luôn đó ông. Nắm tay nhau được không? Sao em? Đó, trâu đi tìm cột hay là cột đi tìm trâu? Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. À, em tên gì? Dạ em tên Châu. Châu. Châu năm nay bao nhiêu tuổi? 31 tuổi thì. 31 rồi hả? Trời, 31 mà còn nhí nhảnh quá. À, Châu đang làm gì? Dạ em làm nhân viên kế toán. Sao tôi thấy nhiều nhân viên kế toán đi tham gia bạn muốn hẹn hò quá. Không lẽ kế toán ế trơn hả trời? Không phải anh ơi, từ giờ ai cũng nói kế toán tính kỹ, người ta sợ người ta chạy. Hình như kế toán chi ly quá. Chi ly tiền đồng cắt quá nên là ế đúng không? Dạ, khổ tâm lắm anh. Chúng ta sẽ gặp chàng trai thử coi có kế toán hay không nha. Rồi, xin mời. Chào anh ạ. À, chào. Mời anh ngồi. Anh làm nghề gì? Dạ, em làm bên nhân viên IT à. À, IT, tưởng đâu kế toán nữa chứ. Anh tên gì? Em tên Giang, năm 34 tuổi. Giang, à. 34 tuổi, 34 tuổi, một tuổi thật sự là cũng cao rồi đúng không? Anh có bao giờ nôn nao về cái việc lấy vợ chưa? Muốn vợ thì ai muốn anh, nhưng mà nói chung là chưa có thời điểm đâu, chắc là chưa có duyên. Chưa có duyên, gặp bao nhiêu người con gái rồi? Cũng chắc cũng phải chừng 5-6 người vậy thôi. 5-6 người, có yêu người nào sâu sắc chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Lý do tại sao không yêu sâu sắc lắm? Tại cũng không biết rồi. Kỳ vậy? Những người đó có yêu mình sâu sắc không? Cũng không biết rồi. Gì vậy trời? Mối tình dài nhất là mấy năm? Ừ, 2 năm à. 2 năm? 2 năm mà cũng không hiểu luôn. Dạ chắc do người ta yêu đơn phương sao mình biết rồi. Tại sao yêu đơn phương? Người ta, anh cũng yêu ta mà sao đơn phương được? Không có, em không yêu người ta. Không yêu sao nói là 2 năm? Ủa lý do người kia có đẹp không? Đẹp. Nhưng sao tại anh không yêu? Không biết rồi. Ông này ông nói chuyện nhức đầu với ông ghê luôn á trời. Ủa em, tại sao em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ, tại em muốn tìm một nửa của mình. Ờ, trong công ty không có đối tượng nam nào? Dạ, toàn con gái không à. Gái không à hả? Kế toán thường là con gái. Nhưng mà người ta nói kế toán thường khó tìm bạn trai, em thấy đúng không? Em nghĩ chắc cũng đúng. Dạ, từ trước giờ em có bạn trai chưa? Dạ, có tìm hiểu à, nhưng em biết phải bạn trai không cũng được à. 3 tháng tự nhiên sao đâu lẳng mất tiêu luôn. Nhưng mà từ xưa giờ có một người đó thôi hả? Dạ. Rồi rồi đó giờ có hôn hết gì chưa? Mới có tìm hiểu sơ sơ thôi. Trời đất ơi. Nhưng mà tại sao vậy chứ, hồi bạn đi học mà không có bạn trai gì trơn hả? Lớp 12 thì mẹ nói là học đi đừng có yêu, lên học mà học kế toán thì chị biết rồi, toàn là nữ không có nam học đâu. Thì muốn chồng lắm chưa? Thiệt tình đi. Muốn phải không? Đó, chị thích mấy người thiệt tình vậy đó. Bây giờ thí dụ bây giờ chị chỉ cho em đối tượng đó đó. Bây giờ em thích mà người ta không cua mình, em cua người ta, em mở lời trước em dám không? Nếu mà em thấy người đó em thích thì chơi luôn. Chơi luôn nha. Có gì là thấy được là chị ủng hộ là mình tiến tới luôn nha. Rồi em thích cái mẫu người em sao nè? Dạ, phải cao trên 1m65. Biết hát cải lương. Biết hát cải lương anh? Không. Mà ngoài sở thích đó ra, giờ về con người đi. Em thích bạn trai của em là người như thế nào? Dạ, biết quan tâm gia đình, có mang việc làm ổn định, mà đừng có keo kiệt hay ki bo quá, em không thích. Bạn có quan tâm gì tới những cái gì trước kia mà bạn trai của bạn làm không? Dạ không, tại vì người ta nói khi yêu đừng quay đầu lại anh. À, tức là không quan tâm quá khứ đúng không? Dạ. Dạ không sao cả. Rồi anh trai, bạn làm IT trong công ty rất là nhiều bạn nữ đi qua đi lại, thậm chí có nhiều người sửa máy móc đi đến thế nào cũng có cô nào đẹp chứ. Không chọn cho mình một đối tượng nào à? Em thấy IT đâu có ai đẹp đâu. Em thấy không bình thường. Rồi mấy người ta sửa máy móc này kia có đẹp, người nào đẹp không? Sửa máy móc là nam sửa, không có nữ sửa đâu. Có bao giờ bạn nằm mơ mộng về một người phụ nữ sẽ sống với mình đến cuối cuộc đời chưa? Cái đó thì có à? Có. Người phụ nữ bạn mơ mộng như thế nào? Cũng bình thường thôi anh. Nói chung đẹp nè, dễ thương nè, ngoại hình cân đối nè. Nói chung là người đó phải là một người phụ nữ năng động nè. Rồi nói chung là biết nấu ăn nè. Nhưng mà đẹp là đẹp cỡ nào? Giống chị Cát Tường cũng được rồi. Anh lỡ em không đẹp như chị Cát Tường sao anh?
cũng được, xem cũng được rồi. Xem luôn sao anh? Xem thì 50 cũng được. Bốn cũng được luôn. Trời ơi, cái gì mà ông hạ xuống dữ vậy? Nói chung sao cũng được hết ha. Dạ, chắc vô mình lớn tuổi rồi mình ế rồi. Ế rồi hả? Bây giờ chịu đại đúng không? Bây giờ nãy giờ cô gái bên kia nói bằng cảm giác thế nào? À, thấy cũng nao nao anh. Nao nao đúng không? Nao nao. Bây giờ để tôi coi trước coi nao nao của bạn thế nào nha. Để xem mặt cô gái này trước. À, xin chào ạ. À. Người ta nói tao 4 nút thôi. 4 nút à? Tại sao nó nhắm 4 nút? Khiêm tốn. Khiêm tốn thôi. Em thấy em 4 nút thiệt mà. Không có đâu. Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ làm đẹp hoài mà không có đẹp. Bạn nữ bên đây rất là thật tình và rất là dễ thương. Anh nghĩ sao với một người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà không đẹp? Câu này khó quá. Anh đừng có so với Cát Tường. Tại Cát Tường là người phụ nữ không làm đẹp mà lúc nào cũng đẹp. Anh nghĩ sao về cái người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà vẫn không đẹp? Dù gì thì cũng có nút là được rồi vậy. Giờ cho chút đỉnh tiền người ta đi tân trang được không? Nhưng mà cái đó dễ đẹp đó, nó giả tạo lắm chứ. Nghĩa là có nhiều nút xài nhiều. Dạ đúng mà. Thiệt á nha, đừng có hồi thấy nút ta rồi chạy tội nghiệp ta. Dạ, em không chạy đâu chị. Chạy ra lấy chớn chạy vô. Được. Có vẻ đẹp tâm hồn thôi. Rồi xin mời kéo màn lên. Hai phút nhìn nhau, hai phút trò chuyện, hai phút hiểu nhau. Xin mời, bắt đầu. Chào anh. Em thấy anh nói chuyện thế nào? Dạ, được. Không có gì hỏi anh không? Anh thấy em mấy nút? Thì em nói 4 nút là 4 nút. Trời ơi, buồn quá à. Tính anh thật thà lắm, anh có sao nói vậy là em 4 nút thiệt đó hả? Vậy em đánh giá anh mấy nút? Em cho anh 5 nút hơn em được nút. Thôi bỏ vụ cờ bạc qua bên đi, hỏi cái khác đi, nút hoài. Anh đi có còn không phút kìa. Anh thích người yêu anh như thế nào? Nói chung là cũng... Nói chung là dễ nhìn được rồi. Biết quan tâm, lắng nghe người khác. Nói chung cảm thông rồi. Nói chung là em có thích chó không nhỉ? Dạ có. À, thì được rồi. Thịt chó liên quan gì tình yêu trời? Không, tại nhà em nuôi chó nhiều. Ví dụ như sau này quậy nó tới, nhiều như có ác cảm với chó nó không lại mệt nữa. Em không có ác cảm. Nó không nữa, tại sao em không nói trước? Vậy mà tôi nghe thích ăn thịt chó không? Nhìn vô mắt nhau kìa. Nhìn đâu ra đó. Đừng có nhìn tôi. Hai người nhìn nhau trong vòng 15 giây thôi. Tôi coi có được không nè. 2, 3. Bỏ cái tay ra, làm lại nha. 2, 3. Anh ấy cứ kì. Đừng có nhìn tôi. Không phải, anh ấy cứ lãng ánh mắt của em hoài à. Hãy nhìn thẳng vô mắt nhau nha. Nói chưa đó, anh ấy nhìn chỗ khác rồi cơ. À, nhìn thẳng vô mắt nhau nha. 2, 3. Hai người này lạ lắm nha. Hết giờ. Nhìn hoài, người ta nói biểu tôi nhìn nhau hoài. Không biết gì nói. Chúng ta đặt tay ra phía sau nút. À, đặt tay vô nút ra. Nãy giờ nhìn đã chưa? Bây giờ cảm nhận và quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi lo cho cặp này quá. Anh à? Tại sao anh nhấn nút trễ? Em có nhấn nhưng không biết là cái nút nó bị cái vấn đề. Nhưng mà tôi thấy anh nhấn nó nút chậm hơn bạn gái. Bạn gái để cái tay vô cái nút vậy nè. Cái nút vậy phải không? Là để vậy nè. Là người ta có lực mạnh là nhấn liền nè. Còn anh á để chọc chọc vậy nè. Rồi tôi thấy tôi đếm tới 3 rồi anh suy nghĩ rồi anh mới chọc. Lý do? Tại đang phân vân chị. Anh chê nút ít đúng không? Dạ không phải. Phân vân. Có nút mà có tiền. Phân vân vì điều gì? Dạ phân vân cái vụ cải lương á. Ủa liên quan gì? Liên quan em thích không mà. Thì hai nếu mà thích thì anh rủ em là em mới đi coi cải lương không đó. Chứ bình thường sau này cũng như em bắt anh hát cải lương thì anh hát được. Em thấy hát là hát mà sao hát hay được, không vấn đề khác chứ bộ. Em thì tại sao trong... em chọn bạn trai này? Thì giống như chị nói vậy á. Thấy được là phải nhào vô phải không? Em
Chị chúc mừng cái sự can đảm của em. Rồi, chúng ta chúc mừng bằng một tràng pháo tay với cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Thường thì cũng có rất nhiều bạn gái đến với chương trình với tà áo dài Việt Nam, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tà áo dài màu trắng. Màu trắng rất là tinh khôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Thu Hiền ạ. Hiền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. 29. Dạ Hiền hiện đang làm gì? Dạ em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ. Giáo viên dạy về môn gì em? Em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả các môn. Tiểu học dạy hết tất cả các môn ha. Rồi Hiền rất là hiền, đang dạy học ở Long An. 29 tuổi. Cũng lớn rồi đây. Chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Bình tĩnh. Bên kia là bạn Hiền, giáo viên 29 tuổi. Còn bạn? Dạ em tên là Nguyễn Văn Út, năm nay em 30 tuổi. Dạ em làm nhân viên văn phòng cho công ty trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin. Ở đâu? Dạ ở Hóc Môn. Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ tại tiền chưa đủ để rước người về nhà. Bao nhiêu thì mới đủ rước bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta đủ no đủ mặt là được rồi. Tức là giờ chưa đủ để lo cho người ta ăn no, chưa đủ mặt luôn. Ủa bạn, bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả? Dạ thì cũng nói chung là đủ sống. Đủ sống thôi. Dạ. Bạn sống đang sống một mình hay sống với gia đình? Dạ sống một mình. Một mình? Dạ. Tức là có nhà riêng rồi? Dạ chưa. Ở nhà trọ. À tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không? Ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây? Cũng tạm, nói chung tạm là gần đủ rồi. Gần đủ hả? Có gửi ngân hàng rồi đúng không? À vậy được rồi. Hiền ơi, thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ có. Bà cảm thấy mình trễ chưa? Thấy cũng trễ trễ rồi. Cũng trễ trễ rồi ha. Dạ. Thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha. Thì bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà. Công việc thì cũng tương đối ổn định, sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ, sắp sắp thôi. Bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không? Giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình? Muốn bạn trai em cao khoảng 1m6 trở lên. Tính tình thì không nóng, không để tóc dài. Không để tóc dài. Bên đây tóc dài thọn luôn. Rồi, đi luôn. Bạn ấy chơi thể thao, với biết nấu ăn, tại em nấu ăn cũng hơi tệ. Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè. Đúng đã lắm. Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn. Dạ, cái đó thì rất là giỏi luôn. Rất giỏi luôn đúng không? Dạ. Rồi, ở mình mà phải nấu ăn chứ. Nhưng mà người ta nấu thôi, em cũng phải rửa dọn nha. Dạ, người ta nấu em ăn. Người ta nấu em ăn. Đó là nhu cầu của bà bên kia. Còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào? Nói chung người bạn gái của em là phải cao khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Không mập quá. Không không nhuộm tóc nha. Không nhuộm tóc. Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Mà nhuộm quyền không, của ta chứ. Mà nhuộm nếu mà nhuộm màu tối tối thì được, mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng khè. Nhuộm highlight được không? Hai ba like được không? Dạ không. Không luôn hả? Thấy chưa chị, cái thường nhuộm hai ba like đó. Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Tại nhuộm tốt vô nhuộm like đẹp chứ có gì đâu. Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á. Sao gì đâu, người chết cũng hiện rồi. Đại mà. Ủa em xăm hình này bao lâu rồi em? Dạ 2 năm chị. 2 năm rồi hả? Dạ. Ủa, tại sao xăm? Rồi. Tại em thấy nó đẹp. Tại thấy đẹp nên xăm tiêu. Thôi rồi, thôi chết rồi. Không thích xăm mình coi xăm. Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện. Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ em đọc truyện tranh á. Học truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho mấy kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì. Dạ. Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm. Nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn 2 đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho đâu. Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Trời ơi. Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó, mà bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi bây giờ làm sao đây? Nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. To đổ mồ hôi rồi. Bên đây đổ mồ hôi. Nguyên một cái con bò cạp. Trời ơi trời.
Bạn muốn đẻ mấy đứa? À, đối với em là hai đứa là đủ rồi. Bên kia ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Dạ. Nuôi mà vợ chưa nổi nữa mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi trời. Nghe nói giờ dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Đi hát cải lương không em? Dạ em hát karaoke không chị. Hát karaoke hả? Nhưng mà dạ. Hát cải lương được không? Cải lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc làm sao em hát được. Làm câu thôi. Cho em một phút chuẩn bị bên đây hát trước. Bên đây dân thành phố hát nè. Không anh, cái góc của em cũng Bến Tre. Nếu mà đi qua Long An hiểu gần. Ồ, yeah. Bến Tre à. Rồi Bến Tre cũng biết hát cải lương luôn. Vô cầu dòng khổ nghe cái coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mây. Tình yêu quê hương không bến không bờ. Nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát. Thôi thôi cay đắng mặn nồng càng thơm ngát tình ta. Hát cái lương tôi khoái à, miễn có hát cái lương tôi khoái à. Trời ơi sao em một bên phố hả? Thôi em chịu lép vế, anh hát hay quá trời ơi. Bên đây thua, bên đây người ta chơi sâm bồ cạp, sao hát giọng cổ được không? Mệt ghê. Rồi bây giờ để coi cô bên kia coi sao mà sâm bồ cạp. Tôi coi cái sâm cái cỡ nào. Trời đất ơi, sao mà sâm cái hình bự như vậy? Sâm bự cho người ta biết mình có sâm anh. À vậy hả? Dạ. Chết rồi. Ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh, khoảng 45kg thôi. Đừng có đẻ hết khả năng nha. Dạ. Đẻ không nổi đâu. Đẻ hết khả năng không lớp luôn á. Rồi. Được được. Coi vậy chứ xăm chứ dễ thương lắm. Hay xăm dạ. Xăm cái bột cạp ngay cái tán này nè. Chào em. Hát giọng cổ hay quá hen. Bến Tre có trồng dừa không em? Dạ có chị. Vậy hả? Ai đứng như bông dừa, tóc dài bay trong gió. Thôi được rồi, đủ rồi, mệt rồi. Được 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 em. Có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao. Thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Đưa hình xăm cho ta coi đi. Cảm ơn anh ạ. 2 phút bắt đầu. Anh ở Bến Tre em nghe nói con gái Bến Tre xinh dễ thương lắm mà. Nhưng bạn trai xấu quá à. Anh muốn hỏi gì hỏi em đi. Ủa em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học. Rồi nếu mà nửa về Bến Tre em có về không? Anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về. Không, cái chuyện đó thì nếu mà được thì chắc ok. Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng trái cây á. Vậy em về đó em có làm vườn không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi. Vậy thì em chấp nhận được. Trời ơi. Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi. Nhanh lên các bạn. Anh hỏi gì hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ lên đi. Mới hỏi đẻ gì đẻ dữ vậy. À, nếu mà đẻ thì mình có hai đứa thì chắc nuôi đủ rồi. Dạ. Nhà nước chỉ cho phép em được hai đứa thôi ạ. À. Vậy dễ chăm sóc hơn. Dạ. Tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được. Hết giờ chưa anh? Cho nữa đó, thêm nữa. Cặp này dễ thương quá, nhìn nữa đi, hai người nói chuyện nữa đi. Cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi. Thôi hết giờ. Chưa cặp nào dễ thương cặp này. Thôi mình đẻ hai đứa thôi nha. Mua nữa cũng đâu được, anh nhà nước bắt có hai đứa thôi. Và bây giờ là 3 tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau. 1
2. Dạ. 3. Hết thời gian. Bây giờ chỉ có đường tập thôi, chứ không có cô gái hết được là đường trắng dịu dàng ha, cũng có được người rất là tươi, rất là duyên dáng. Được, em thấy cặp đôi này là em thấy em hài lòng. Bạn thấy sao, bạn thấy sao? Dạ thấy cũng được, cũng vừa cái mẫu người của em chọn. Thấy hạnh phúc chưa? Gật, nắm tay cái đi. Thôi cái đó để hôm sau anh. Thôi không đi. Thì cái ngay cặp thì đã gì đâu, cặp này dễ thương lắm nha. Không lẽ anh em không duyên được. Rồi, chúc mừng các bạn.